cùng toàn thể các bạn rất vui được gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 15 giờ chiều ngày 20 tháng 12 năm 2023. Em Việt Cháu Việt đang ở trước cổng chợ Đồng Xuân, quý vị và các bạn. Vậy từ trưa giờ thủ đô Hà Nội nắng chói chang, quý vị và các bạn. Nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 17 độ C. Em Việt Cháu Việt đang ở trong chợ Đồng Xuân. Nhìn từ phía cổng chợ, quý vị và các bạn thấy ánh nắng vẫn còn chói chang. Ở bên ngoài thời tiết nóng nhưng quý vị và các bạn vào trong nhà thì cảm giác rất lạnh. Cảnh kinh doanh buôn bán rất nhộn nhịp. Em Việt Cho Việt sẽ mời quý vị cùng Em Việt Cho Việt đi khám phá chợ Đồng Xuân. Các mặt hàng kinh doanh ô mai rất nhộn nhịp quý vị và các bạn. Những món quà dành cho khách du lịch. Quý cô chú chị và các bạn dưới kênh của Em Việt Số Việt này. Em Việt Số Việt một lại. Và quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu đến kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ, cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và trong chợ thì rất nhộn nhịp. Mặt hàng chuyên phục vụ cho khách du lịch. Em Việt Sông Việt đang ở giữa chợ. Công việc kinh doanh buôn bán rất nhộn nhịp. Ngôi chợ Đồng Xuân cũng là ngôi chợ mà thu hút rất đông các du khách tới tham quan, cũng như chọn cho mình những mặt hàng về làm kỷ niệm. Phía tay phải đi từ phía ngoài vào, quý vị và các bạn thấy các mặt hàng trang trí Noel. Vào bên giữa chợ quý vị và các bạn thấy cũng có một số mặt hàng làm đồ lưu niệm cho khách du lịch.
ở bên trên tầng 2 thì chủ yếu là kinh doanh buôn bán quần áo quý vị và các bạn. Chủ yếu các mặt hàng kinh doanh phục vụ cho những ngày rét như quần áo cũng như là mũ len thì đông khách quý vị và các bạn. Gần Tết rồi thì quý vị và các bạn thấy các mặt hàng kinh doanh buôn bán cũng phát triển tốt hơn. Phía đường phố Cầu Đông quý vị và các bạn. Chủ yếu du khách nước ngoài. Ở phía cuối chợ Đồng Xuân chuyên kinh doanh buôn bán dép giày quý vị và các bạn. Ở đoạn này các cửa hàng chuyên kinh doanh buôn bán đèn nhấp nháy. Kinh doanh buôn bán đồ điện tử. Bán đồ lưu niệm thu hút rất đông các du khách nước ngoài.
at night or in the morning? Again, let's not buy something which we want to buy. Ở phía này thì chuyên kinh doanh buôn bán vải.
dài cũng như vải may áo khoác, quý vị và các bạn, rất phong phú. Trên cầu thang bộ thì các cửa hàng chuyên kinh doanh buôn bán vải lụa, quý vị và các bạn. Ánh nắng chói chang chiếu vào các gian hàng. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng em Việt, cháu Việt đi khám phá chợ Đồng Xuân. Ở trên tầng 3 thì các cửa hàng chủ yếu kinh doanh cũng là quần áo, quý vị và các bạn. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào năng lượng. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của em Việt, cháu Việt.